năm 1971, giữa sa mạc hoang vô, một sự kiện lịch sử có 102 đã diễn ra. Bữa tiệc kỷ niệm 2.500 năm thời điểm Cyrus Đại Đế thành lập đế chế Ba Tư. Đây được coi là bữa tiệc xa hoa nhất từng được tổ chức, với hơn 60 nguyên thủ quốc gia, vua chúa, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa cùng giới thượng lưu từ khắp nơi trên thế giới tụ tập trong những lều trại rát vàng, cùng nhau thưởng thức thực đơn xa xỉ và những màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp. Bữa tiệc giống như một lời khẳng định về vị thế hùng mạnh của đế chế Ba Tư dưới triều đại Pahlavi. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ hào nhoáng ấy là một sự thật về một đất nước đang chìm trong bất ổn xã hội và bất bình đẳng. Sự xa hoa tột độ của những bữa tiệc càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của người dân vốn đang phải chịu đựng cuộc sống khó khăn. Bữa tiệc trở thành biểu tượng cho sự xa cách của tầng lớp thống trị, gieo mầm cho cách mạng Iran chỉ 8 năm sau đó. Nếu bạn đang tò mò về bữa tiệc thế kỷ từng được Guinness công nhận là xa hoa bậc nhất này, thì đừng vội lướt đi, bởi văn thùng Discovery sẽ cùng bạn du hành về đất nước Iran và thưởng thức bữa tiệc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thế giới. Nhưng trước khi bắt đầu, đừng quên like, share, subscribe kênh để không bỏ lỡ những chủ đề thú vị tiếp theo. Và đó sẽ là sự ủng hộ to lớn tiếp thêm động lực cho đội ngũ sáng tạo của chúng mình. Câu chuyện bắt đầu tại Iran, nơi có vị vua bá đạo tên là Shah Muhammad Raza Pahlavi, hay còn được gọi là vua của các vị vua. Shah là một tay chơi thứ thiệt, sở hữu khối tài sản khổng lồ và quyền lực tối thượng. Shah có thể hô mưa gọi gió, từ bổ nhiệm thủ tướng, giải tán quốc hội cho đến thiên chiến hay là lập hòa bình. Nói chung, như người xưa, xem lời vua là luật pháp. Và Shah chẳng bao giờ chia sẻ quyền lực với ai. 17 năm trước khi bữa tiệc thế kỷ diễn ra, Shah đã lật đổ một thủ tướng ứng cử trong một cuộc đảo chính được CIA và MI6 hỗ trợ. Chỉ vì Shah nghĩ rằng ông thủ tướng này dám ngang hàng với mình, ông tuyên bố biến Iran thành một đất nước hiện đại, tự do, trao quyền cho phụ nữ và người nghèo. Nhưng tất nhiên đây chỉ là lời nói suông. Trên thực tế, Shah đàn áp mọi tiếng nói bất đồng ý kiến, tước bỏ quyền tự do ngôn luận, biến Iran thành nơi có số lượng tù nhân chính trị và tỷ lệ tử hình cao nhất trên thế giới. Cảnh sát mật của Shah có quyền bắt bớ, tra tấn và sát hại bất kỳ ai họ muốn. Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, gần một nửa dân số Iran vẫn sống trong cảnh nghèo đói. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, hệ thống giáo dục và y tế lạc hậu. Iran hiển nhiên là cần cải cách, nhưng trái ngược với điều đó, vị vua trị vì này lại nảy ra ý tưởng điên rồ. Vào năm 1971, Shah của Iran quyết định tổ chức một sự kiện chấn động toàn cầu. Bữa tiệc được tổ chức trong nhiều ngày với mục đích chính là nâng cao hình ảnh của Iran trên thế giới, giống như truyền thuyết về phượng hoàng lửa bùng lên từ đám tro tàn. Shah muốn rằng mọi người thấy đất nước của ông từng là một đế chế hùng mạnh và giờ đây đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ. Thời điểm tổ chức cũng vô cùng đặc biệt, đó là lễ kỷ niệm 2.500 năm thành lập đế chế Ba Tư, một sự kiện lịch sử trọng đại để chuẩn bị cho bữa tiệc huyền thoại này. Shah đã thành lập một ban tổ chức riêng và gửi lời mời đến những vị khách VIP nhất trên thế giới. Tất nhiên, mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, từ khâu trang trí, ẩm thực đến các hoạt động giải trí. Bữa tiệc xa hoa của Shah đã trở thành một sự kiện lịch sử khó quên và là minh chứng cho tham vọng của một vị vua muốn đưa đất nước của mình lên tầm cao mới. Iran sẽ tổ chức bữa tiệc xa hoa với quy mô khủng, nhưng trước khi diễn ra, quốc gia này lại gặp phải một vấn đề lớn trong khâu chuẩn bị. Đó là cơ sở hạ tầng không đảm bảo để tổ chức một sự kiện hoành tráng như vậy. Không có khách sạn hay lâu đài nào đủ sang trọng để đón tiếp các vị khách thượng lưu. Cuối cùng, sau nhiều lần cân nhắc, Shah và ban tổ chức quyết định chọn một địa điểm độc đáo là sa mạc khô cằn bụi bặm, nơi tọa lạc của thành phố cổ Persepolis. Họ quyết định dựng một ngôi làng hoàng gia với những chiếc lều sang trọng giữa sa mạc. Để biến sa mạc thành ốc đảo lý tưởng, người ta đã thực hiện nhiều hoạt động táo bạo. Hơn 15.000 cây và hoa được trồng, 4 hecta đất được chuyển đến để tạo khu vườn thơm, và thậm chí là 50.000 con chim được nhập khẩu từ châu Âu. Nhiều con chim sẻ mang từ Tây Ban Nha đã chết vì không thích nghi với khí hậu. Vào ban ngày, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C, vào ban đêm có thể xuống dưới 0 độ C. Để đảm bảo sự an toàn cho các vị khách quý, sa mạc đã được phun hóa chất diệt rắn độc và bọ cạp. Về mặt thi công, Shah không muốn sử dụng lao động địa phương, mà chỉ tin tưởng vào những chuyên gia đẳng cấp thế giới. Ông thuê công ty Jensen nổi tiếng từ Paris để xây dựng thành phố lều hoàng gia. 50 chiếc lều sang trọng được dựng lên, mỗi lều có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, phòng khách, nhà bếp và được trang bị đầy đủ tiện nghi. Hàng trăm kiến trúc sư nội thất, nhà thiết kế và thợ thủ công người Pháp đã làm việc hơn một năm để hoàn thiện những chiếc lều này. Thành phố lều có diện tích 160 mẫu Anh, bao gồm 2 lều lớn hơn dành cho các quan chức và phòng tiệc. Bữa tiệc xa hoa của Shah Iran hứa hẹn sẽ là một sự kiện độc đáo và khó quên, thể hiện sự xa xỉ và tham vọng của vị vua này. Còn về thức ăn, Shah đã ký hợp đồng với nhà hàng Maxim nổi tiếng ở Paris. Maxim được coi là nhà hàng tốt nhất trên thế giới vào thời điểm đó. Và bữa tiệc của Shah thậm chí còn thu hút sự chú ý hơn nữa. Sau khi ký hợp đồng, nhà hàng Maxim đóng cửa trong 2 tuần và gửi toàn bộ thiết bị đầu bếp, bồi bàn và nhân viên khác đến Persepolis trước 10 ngày.
Tổng cộng 18 tấn thực phẩm đã được vận chuyển từ Paris, bao gồm 250.000 quả trứng, 2.700 kg thịt bò và 1.280 kg cá hồi. Chủ khách sạn huyền thoại Max Bolouis đã xuất ngũ để giám sát bữa tiệc. Thực đơn ban đầu được giữ bí mật cẩn thận nhưng sau đó bị rò rỉ ra báo chí và gây ra một vụ bê bối. Với hàng trăm mặt hàng được nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới, hậu cần tại địa điểm sa mạc hoang vắng này là một thách thức lớn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, Shell đã xây dựng một sân bay ở Siraj cách địa điểm Prepolis khoảng 50 km và một đường cao tốc nối hai nơi này. Và lực lượng không quân Iran được giao nhiệm vụ vận chuyển đồ đạc trong gần 6 tháng. Họ đã thực hiện nhiều chuyến bay giữa Siraj và Paris. Sau đó thì hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải quân đội đến Prepolis. Mỗi tháng, đoàn xe tải chở đầy vật liệu thiết kế, lều máy lạnh, rèm cửa và rèm cửa Ý, phao lê Bagra của Trung Quốc, vải lanh Tortue độc quyền của Robert, bộ đồ ăn của Heavenly và hàng ngàn chai rượu vang đắt tiền đi trên đường cao tốc sa mạc. 30 tấn thiết bị bếp từ Paris được sử dụng chỉ dành cho Max để chuẩn bị thức ăn. Trong suốt sự kiện, máy bay chở những viên đá lớn bằng nhà để xe đến địa điểm. Đồng thời, an ninh cũng là một mối quan tâm lớn vì đây là sự kiện tập hợp các nhà lãnh đạo và quốc vương trên thế giới lớn nhất từ trước đến nay. Shell đã triển khai cảnh sát mật và quân đội với tổng cộng 65.000 người để bảo vệ vài trăm vị khách. Có các trại kiểm soát an ninh cách nhau vài mét, do nguy cơ đầu độc thức ăn phòng tiệc được bảo vệ nghiêm ngặt. Và chỉ có một số ít người được phép ra vào, đầu bếp và người phục vụ được kiểm tra kỹ lưỡng và các nhân viên phục vụ bổ sung được đưa từ Thụy Sĩ đến. Shell thậm chí còn phong tỏa biên giới Iran trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Không ai được phép vào hoặc rời khỏi đất nước ngoại trừ khách mời. Tất cả các trường đại học và trường học đóng cửa, cảnh sát mật đột kích vào các nhà và bắt giữ hàng ngàn thanh niên bị nghi ngờ là người bất đồng chính kiến. Nói đến đây thì tôi cũng bắt đầu hoang mang, tưởng tượng nếu chúng ta đang ngồi nói chuyện và có những ý kiến khác đi một chút, thì ngay lập tức sẽ phải vào tù sao? Không dừng lại ở đó, bữa tiệc kỷ niệm 2.500 năm thành lập đế chế Ba Tư được Shah Pahlavi đầu tư mạnh mẽ vào khâu quảng bá. Ông đã ký hợp đồng với các kênh truyền hình quốc tế để phát sóng trực tiếp sự kiện, đồng thời ủy quyền cho một nhà làm phim nổi tiếng thực hiện một bộ phim tài liệu về sự kiện này mang tên Ngọn Lửa Ba Tư. Phim được chỉ đạo bởi Ocean Wells, một diễn viên Hollywood nổi tiếng vừa được tài trợ bởi chính anh rể của Shah. Ngoài ra, Shah còn cho phát hành bản sao phim đến các rạp chiếu phim trên toàn thế giới để quảng bá trước sự kiện một năm. Đại sứ quán Iran và các nước khác nhau cũng được tuyên truyền tổ chức hội nghị, liên hoan và các hoạt động văn hóa để thu hút sự chú ý của sự kiện chính. Nhờ chiến dịch quảng bá rầm rộ này, sự kiện đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về bữa tiệc, từ thực đơn khách mời đến trang phục và đồ dùng trang trí. Khi mọi thứ dần hoàn thiện, những bông hồng cuối cùng được đặt vào vị trí, các đài phun nước bật và các quan chức Iran đã nỗ lực hết mình để bảo đảm sự kiện sẽ diễn ra suôn sẻ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho một bữa tiệc bùng nổ vị giác và mãn nhãn. Ngày 14 tháng 10 năm 1971, thành phố Prepolis trở thành tâm điểm của thế giới khi bữa tiệc kỷ niệm 2.500 năm thành lập đế chế Ba Tư chính thức vén màn. Sự kiện thú vị thu hút sự chú ý của hàng loạt phương tiện truyền thông. Họ đổ về Prepolis để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này. Ban đầu nhiều người không tin rằng Iran có thể tổ chức một bữa tiệc xa hoa đến như vậy. Nhưng với sự tham gia của hàng loạt nguyên thủ quốc gia và hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới, nghi ngờ này giờ được hoàn thiện bằng sự tò mò và háo hức. Bữa tiệc quy tụ dàn khách VIP ấn tượng có những vị khách phương Tây như là Phó Tổng thống Hoa Kỳ, nguyên thủ quốc gia Áo, Thủ tướng Pháp, Ý, Hàn Quốc. Ở châu Á thì Shah chào đón nguyên thủ quốc gia Bulgaria, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, đại sứ Trung Quốc, v.v. Ngoài ra còn có các vị khách xuất thân từ hoàng gia như Hoàng đế Ethiopia, cặp đôi hoàng gia Đan Mạch, hoàng tử Thái Lan, thành viên hoàng gia Malaysia. Nhưng mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị không tham dự vì nữ hoàng Anh không muốn tỏ ra tôn kính quá mức với Shah. Theo vào đó, họ cử hoàng thân Philip và công chúa Anne đến Prepolis. Khi các khách mời đã hiện diện, lễ ăn mừng bắt đầu bằng một buổi lễ đơn giản tại lăng mộ Cyrus. Shah cùng hoàng hậu Fera và hoàng tử Reza đã thề là sẽ tiếp nối di sản của vị vua huyền thoại này. Mỗi nguyên thủ quốc gia được cấp một lều riêng, được trang trí sang trọng với thảm dệt hình ảnh của họ. Họ có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu, tạo nên bầu không khí thân mật và độc đáo. Để tạo không khí giải trí cho khách mời, Shah đã xây dựng một câu lạc bộ với đầy đủ tiện nghi như quán bar, nhà hàng, sòng bạc và thậm chí là cả tiệm làm tóc và trang điểm. Bữa tiệc tối hoành tráng vào ngày đầu tiên là minh chứng cho sự xa hoa của bữa tiệc. Thức ăn được phục vụ trên một dãy bàn dài 70 mét với thực đơn gồm những món ngon nhất từ khắp nơi trên thế giới. 600 thực khách đã thưởng thức bữa tiệc trong gần 6 tiếng, lập kỷ lục với bữa tiệc chính thức xa hoa nhất lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là người Iran lại vắng bóng trong bữa tiệc này. Để duy trì sự độc quyền của đảng phái, Shah đã không mời họ tham dự bữa tiệc 2.500 năm. Dù có nhiều ý nghĩa lịch sử, vẫn là một sự kiện gây tranh cãi bởi sự xa hoa và sự vắng bóng của người Iran.
Ngày tiếp theo của bữa tiệc không khí sôi động hơn bao trùm sa mạc Iran, khi những vị khách quý của bữa tiệc 2.500 năm tập trung để chứng kiến màn tái hiện lịch sử hoành tráng. Hơn 1.724 chiến binh Iran cùng ngựa và lạc đà diễu hành trong trang phục lộng lẫy đại diện cho các triều đại vàng xanh của đế chế Ba Tư vĩ đại. Sở đã đầu tư rất nhiều để bảo đảm được tính khách quan về lịch sử cho màn diễn này, từ trang phục, râu giả, tóc giả đến kèn ngựa, vũ khí, tàu chiến. Tất cả đều được chế tạo tỉ mỉ và dựa trên nghiên cứu của những đối tác, nhà sử học quân sự. Âm thanh vang vọng của kèn cổ và các nhạc cụ xưa góp phần tái hiện bầu không khí oai hùng của quá khứ vẻ vang. Điểm nhấn của buổi diễu hành là đoàn kỵ binh xuất phát từ Tehran ngày hôm trước. Họ đến khán đài nơi mà Shah và các vị khách đang ngự. Và một kỵ sĩ hóa trang thành cung thủ dâng lên Shah một cuốn giấy da viết tay. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời Prepolis bừng sáng với màn trình diễn âm thanh và ánh sáng ngoạn mục. Những câu chuyện với các vị vua Ba Tư vang vọng giữa những tảng đá cổ kính, đưa du khách du hành vượt thời gian về với quá khứ huy hoàng của Iran. Pháo hoa rực rỡ được bắn lên bầu trời như một bất ngờ dành cho các vị khách. Tuy nhiên, nhiều người lại nhầm tưởng đây là một cuộc tấn công khủng bố, khiến bầu không khí trở nên náo động. Bữa tiệc 2.500 năm là một sự kiện độc đáo kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và giải trí. Màn tái hiện hoành tráng và màn trình diễn âm thanh ánh sáng ấn tượng đã mang đến cho du khách trải nghiệm khó quên về đế chế Ba Tư vĩ đại. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 1971, nhiều khách VIP đã rời Prepolis náo nước trở về nhà sau những ngày dự tiệc xa hoa. Những vị khách còn lại di chuyển đến sân bay Shiraz để bay về Tehran. Lễ kỷ niệm 2.500 năm vẫn chưa đến hồi kết. Một số chương trình khác được tổ chức tại thủ đô Iran, trong đó nổi bật là lễ khánh thành tháp Shayat, công trình được xây dựng để vinh danh nhà vua. Bỏ qua những lời tranh cãi, nhìn chung thì lễ kỷ niệm đã thành công rực rỡ. Sao đã cho cả thế giới thấy được thế nào là một bữa tiệc xa hoa đúng nghĩa. Thời điểm đó, công chúng toàn cầu bàn tán xôn xao về những bộ trang phục lộng lẫy, những món trang sức đắt tiền của Hoàng hậu Vra, vợ Shah, thú cưng của Hoàng đế Ethiopia cũng trở thành tâm điểm chú ý với chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, thậm chí còn đắt giá hơn cả trang sức của các nữ hoàng và đệ nhất phu nhân. Tạp chí Time gọi bữa tiệc là cuộc tụ họp lớn nhất thế kỷ. Bữa tiệc 2.500 năm này gây ấn tượng mạnh mẽ với các nhà vua, hoàng hậu và khiến họ vừa ghen tị vừa thán phục. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người dân Iran tự hào khi thấy Shah được cả thế giới tôn trọng, ngưỡng mộ như một vị vua của một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên, niềm tự hào của Iran không kéo dài được lâu, nỗ lực quảng bá đất nước và lịch sử của Shah không được đánh giá cao. Cả ở Iran và nước ngoài, Shah đều bị chỉ trích là kẻ phung phí tiền bạc, chỉ muốn thể hiện bản thân. Ayatollah Khomeini, nhà cách mạng Iran lưu vong ở Iraq, đã nói về bữa tiệc là một cuộc hội ngộ của quỷ dữ. Người Iran bình thường cũng phẫn nộ bởi lượng rượu tiêu thụ khổng lồ tại bữa tiệc, bởi những bộ váy hở hang phản cảm và bởi sự vắng mặt của người dân Iran. Lễ kỷ niệm bị coi là biểu tượng cho sự kiêu ngạo của đế quốc, chi phí tổ chức bữa tiệc là chủ đề gây tranh cãi. Tạp chí Time đã đưa ra con số gây sốc 100 triệu đô la Mỹ, tương đương với 635 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Báo chí Pháp thậm chí còn ước tính con số gấp đôi. Người dân Iran tin rằng bữa tiệc không thể tốn ít hơn 500 triệu đô la Mỹ theo thời giá hiện nay. Các quan chức của Shah bác bỏ những ước tính rằng khẳng định chi phí tổ chức là 16,8 triệu đô la Mỹ. Họ cũng cho biết rằng bữa tiệc đã giúp quyên góp tiền để xây dựng 3.200 trường học ở vùng nông thôn Iran. Nhưng sự thật thì bữa tiệc 2.500 năm đã khiến Shah mất đi sự ủng hộ của công chúng, tức nước thì vỡ bờ. Người dân Iran nổi dậy dẫn đến cách mạng Hồi giáo năm 1979, chấm dứt triều đại Pahlavi và đế chế Ba Tư kéo dài 2 thiên niên kỷ rưỡi. Shah lưu vong ở Ai Cập và qua đời một năm sau đó. Ayatollah Khomeini trở về từ nơi lưu đày, biến Iran thành một nước Cộng hòa Hồi giáo và trở thành lãnh đạo tối cao đầu tiên. Trải qua bao biến thiên của thời đại, những kiến trúc được xây dựng phục vụ cho bữa tiệc đến nay cũng đã trở thành những tàn tích in màu thời gian. Thành phố Leopoldopolis tiếp tục được sử dụng cho đến năm 1979, sau đó nó bị bỏ hoang và dần dần bị phá hủy. Ngày nay chỉ còn lại những thanh sắt rỉ sét và những con đường được xây dựng cho lễ hội. Thánh Shaya, một địa danh lớn ở Tehran được xây dựng để kỷ niệm bữa tiệc 2.500 năm, cũng đã được đổi tên thành Tháp Azadi, có nghĩa là tự do, năm 1979. Bữa tiệc này thực sự là một sự kiện có một không hai, để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử Iran và thế giới. Anh em nghĩ rằng bữa tiệc là một thành công hay là thất bại? Nếu có cơ hội tham dự bữa tiệc như thế này, anh em sẽ làm gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ với Văn Tù Discovery bằng cách bình luận bên dưới video nhé! Và cũng đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nào tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!